Trong một tuyên bố, Rolling Stone khẳng định tạp chí này luôn hướng về những nạn nhân xấu số, số trong vụ đánh bom. Việc sử dụng ảnh Jokha làm trang bìa vẫn nằm trong khuôn khổ và chuẩn mực báo chí. Theo đó, Jokha thuộc độ tuổi độc giả của tạp chí và việc cung cấp các thông tin liên quan đến thảm kịch tại Boston là nhằm phản ánh các vấn đề chính trị, văn hóa quan trọng của thời đại. Tuy nhiên, lời giải thích của tạp chí về bình âm nhạc uy tín đã không làm thỏa mãn cơn phẫn nộ của công chúng. Nếu muốn đưa hắn lên báo, hãy cho người ta thấy hình ảnh một nghi phạm bị còng tay trong bộ quần áo tù nhân lúc ra hầu tòa. Đừng cho người ta thấy hắn như một ngôi sao nhạc rock 18, 19 tuổi như vậy. Đó không phải là bản chất thật của hắn. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho Rolling Stone. Lẽ ra nên đưa hình ảnh của những người sống sót. Tại sao chúng ta lại đi tôn vinh một kẻ đã gây thảm kịch kinh hoàng cho Boston? Tôi sẽ liên lạc với các nhà xuất bản về chuyện này. Trên Facebook của Rolling Stone, hơn 5.000 người đã đưa ra những bình luận gay gắt kể từ khi tạp chí này hé lộ ảnh bìa vào tối 16 tháng 7. Nhiều người thậm chí còn tuyên bố họ sẽ ngừng đặt hoặc không bao giờ mua tạp chí này nữa. Zoka bị cáo buộc cùng anh trai là Tamerlan gây ra vụ đánh bom kép ở giải Marathon Boston ngày 15 tháng 4, làm 3 người chết và hơn 260 người bị thương. Trong lần ra tòa đầu tiên hồi tuần trước, y đã không thừa nhận 30 tội danh liên quan đến vụ đánh bom trên.